Anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh K71A của mình nhá. Ở tập này mình thách đấu với lại Z nhé. Tên này tên rất là nhiều Z đấy. Anh em xem mình đánh như thế nào. Thì vào đầu trận thì mình thấy bài bên mình khá đẹp rồi đấy, nhiều bài bẫy rất là ok. Mình lên hết bài bẫy nhá. Bẫy này. Bẫy luôn này. Đấy, còn một bài bài bẫy này nữa, nhưng mà bài bẫy này mình cảm thấy là nó không không ổn lắm anh em ạ. Nếu ngày mai gì luôn hồi chịu rồi, gì này có vẻ hơi yếu anh em ạ. Mình lạnh quá, mình đang làm clip mà lạnh quá phải đi tắt tắt điều hòa các anh em. Ăn đủ không 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 một bài gì để luôn ảo thuật. Dừng thôi, dừng lại ở đây thôi, lên được nhịp. Ôi hai phát tí bụp, giờ đây chúng ta là hai người rừng khạc lạ. Đơn côi chỉ mình anh bước bục của đại đi cho nó nhớ. Có luân hồi không nhỉ, dùng luân hồi được để bảo vệ máu. Ok, thế là xong rồi. Không 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 không
Bụp được mình. Bụp làm sao được. Chết rồi, hết được rồi. Ra cái bài. Ra cái bài khó chịu thế. Bụp luôn. Lòng anh không muốn nói, muốn nói bục luôn anh em ạ. Thua cả gì 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 nữa thì cũng bục rồi. Chắc là cơm clip của mình dừng ở đây thôi anh em nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhá. Mình kết thúc clip ở đây đây.